Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ của Logan. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc điện thoại cực kỳ là huyền thoại luôn. Đó chính là Samsung Galaxy Note 1. Và trước khi bắt đầu đi sâu hơn đó thì những bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, cùng mình đi hết cái video này nào. Let's go. Và thời điểm cái chiếc điện thoại này đó được ra mắt là mình nhớ không lầm vào những năm 2011 hay là 2012 đó các bạn. Thì là cực kỳ là hot luôn nha. Bởi vì các bạn xem nè, nó sở hữu một cái chiếc màn hình lên tới kích thước là 5,3 inch, gần bằng cái con iPhone 8 Plus của mình luôn đó các bạn ạ. Đây, và ngoài ra là một trong những chiếc điện thoại là có một cây bút viết trông như thế này nè các bạn. Gọi là bút S Pen đó, là đi tới những cái dòng Samsung Galaxy Note bây giờ đó. Thì bây giờ Samsung người ta hết làm dòng Note rồi. Người ta chỉ làm tới hình như là Note 20 hay sao á. Rồi sau đó là chuyển sang bút S Pen quay lại vào S22 Ultra. Mình nhớ không lầm là như vậy. Đây. Thì về phần thiết kế thì đơn giản thôi. Các bạn sẽ có một cái kích thước màn hình to là 5,3 inch, cùng với lại cái kiểu thiết kế là điện thoại nó vuông vức như thế này. Kiểu nó dạng hình chữ nhật các bạn, chứ không có phải là kiểu dài dài như những cái điện thoại Samsung bây giờ. Là các bạn thấy không, cầm vô tay kiểu nó vừa in luôn. Đó. Và ở đây là các bạn sẽ có cái logo Samsung quen thuộc và cái phần la trong. Và các bạn sẽ có cảm biến nè, cùng với lại cái camera trước với độ phân giải là 2 megapixel và cái nút home. Phím back, rồi cái phím này dùng để bấm như vậy thôi chứ không phải là phím đa nhiệm nha các bạn. Và thiết kế là phần lưng nhựa đằng sau kèm với là logo Samsung và các bạn có thể bóc ra. Thì cái chiếc điện thoại này là mình không biết mua làm sao mà hình như người ta chế cháo nhiều lắm đó các bạn. Kiểu giống như là phần màn hình đằng trước nha thì là màu hồng, cái nút home thì màu đen. Ở phía bên đây là các bạn sẽ có một cái nút nút nguồn mà lại màu trắng. Đó, nó kỳ quặc không? Ở trên thì các bạn sẽ có một cái mic thu âm kèm với lại cái jack tai nghe 3.5mm nè. Rồi ở phía dưới thì các bạn sẽ có cái cổng sạc micro quen thuộc thôi. Và phần này dùng để tháo bút S Pen ra vô. Đó, như bị chế cháo rồi đó các bạn. Ra một cái màu phải nói là cực kỳ Blackpink luôn. In Logan Air, in your air. Bây giờ, trời gớt rồi nè. Đây các bạn thấy không? Thì phần pin thì các bạn vẫn có thể tháo ra nha. Mình nghĩ là chắc mai mốt mình phải mua cục pin mới cho cái chiếc điện thoại được quá các bạn xem nè. Cũ quá là cũ luôn rồi, với lại nó cũng bị chai một phần rồi đó các bạn. Thì các bạn sẽ xài một cái sim lớn như thế này. Và một cái chỗ dùng để cắm thẻ nhớ. Rồi ok, để mình gắn lại và thay động lên cho các bạn xem nha. Đây hiện cái logo Samsung Galaxy Note GTN 7000. Đó, boot lên một cái âm thanh cực kỳ là quen thuộc luôn đúng không các bạn? Rồi máy của mình cũng đã thở động lên rồi. Thì thao tác như những cái chiếc điện thoại Samsung bây giờ thôi. Các bạn vuốt màn hình dùng để mở khóa. Để mình coi thử coi điện thoại của mình nhận được sóng chưa ta. Đó, gọi cho tổng đài được bình thường luôn nha các bạn. Nói chung là nghe gọi được ổn nè. Đây các bạn thấy không, bây giờ bắt đầu là ở phần giao diện bên ngoài và nó có vẻ là hơi bị giật lắc rồi nè. Đó, để mình vào trong phần cài đặt nha. Thì đây một cái giao diện dễ sử dụng quen thuộc thôi, wifi, bluetooth, rồi những cái chế độ như là âm thanh, màn hình, rồi bộ nhớ, pin vọng các kiểu. Và phần thông tin thiết bị đây là phiên bản Android cao nhất của nó là 4.1.2 nha, các bạn không thể lên được nữa nha. Và ở thời điểm hiện tại đó là Android 4 là sẽ không còn được hỗ trợ để mà tải một số ứng dụng cần thiết nữa đó các bạn. Nói chung là nó bị hạn chế lắm. Cho nên các bạn muốn tải ứng dụng mà ok thì tải lắm cũng phải là từ Android 5 trở lên nha. Tại vì ở Android 4 bây giờ là YouTube đó là các bạn sẽ không thể coi được. Đây nè các bạn chờ chút xíu nha. Trời ơi,
cực kỳ là lắc luôn, thấy không? Rồi thì cái chiếc điện thoại này đó là có một cái cây bút S Pen cực kỳ là huyền thoại luôn. Nhưng mà hồi xưa là nó kiểu tháo ra tháo vô thủ công vậy thôi đó các bạn. Đó. Ủa, nhớ nãy là mình chạm sử dụng được mà ta. À vô rồi nè. Hồi xưa cái chiếc điện thoại này ra là bạn nào mà có cơ hội được sở hữu hay là mua rồi đó các bạn là phải nói là cực kỳ là rich ở thời đó luôn. Kiểu giống như là các bạn coi là một chiếc smartphone mà có bút rồi sử dụng như là một cái cuốn sổ tay di động rồi đó các bạn, rồi giải trí nghe gọi, xem phim, chơi game các kiểu vân vân. Nói chung là rất là xịn sò ở thời điểm đó ha. Mà bây giờ là sử dụng là chỉ như là dùng để sưu tầm và nghe gọi thôi chứ không làm được gì nhiều cả. Bởi vì các bạn thấy đó, nội những cái thao tác thông thường thôi là nó cực kỳ là lắc luôn. Mình đang ghi cái tên thật của mình nè các bạn. Nói chung là bây giờ là sử dụng bút để mà vẽ vời nó vẫn còn ok. Logan là biệt danh nickname của mình ở trên YouTube thôi chứ tên của mình là Long nha các bạn. Rồi ok, để thoát ra ngoài cái. Trời lắc quá. Đây các bạn thấy không, thao tác cực kỳ lắc và chậm luôn. Thì ở thời điểm hiện tại đó thì cái CH Play là các bạn cũng có thể truy cập vào để mà tải về những cái ứng dụng nha. Nhưng mà tải về rồi đó mà xài được ổn định hay không thì đó là một chuyện nha. Đây, mình cũng đã tải về cái phần mềm Device Info rồi nè. Chu cha nó vào lâu hơn điện thoại bình thường nữa các bạn. Đây, Samsung GT-N7000. Sử dụng con chip là Asinot gì nè, SMDK4210 nha, bỏ qua đi. Rồi kích thước màn hình ở đây, rồi bộ nhớ là các bạn sẽ có là 1GB và 16GB. À, cái này là phiên bản của mình là 32GB luôn các bạn ơi. Đó, bộ nhớ ngoài. À đâu, cái này là cái thẻ nhớ của mình, còn cái bộ nhớ trong của nó là chỉ có 16GB thôi. Còn máy ảnh đó hả, thì thông số là camera sau đó là sẽ có là 8 megapixel, còn cam trước là 2 megapixel, dung lượng pin là chỉ có 2500 thôi, và các cái cảm biến bình thường vân vân. Thì mình cũng đã tải về những cái ứng dụng như là Facebook Live, TikTok Live gì này nọ các kiểu đó mà nó lát không có nổi các bạn à. Đây bây giờ mình sẽ ấn thử sương sương vào cái TikTok Live cho các bạn xem nha. Đó, thì các bạn xem cái tốc độ phản hồi của nó là phải nói là cực kỳ là quá là chậm đó các bạn. Và sau khi chờ đợi xong cho đã thì nó báo là ứng dụng TikTok Live không đáp ứng, đóng hay là chờ tiếp. Ok, cũng vô video rồi nè các bạn. Đây, cái thao tác vuốt và sử dụng là cực kỳ là chậm luôn. Thôi, chắc khoát ra thôi các bạn à. Cái tiếp là mình sẽ thử vào Google Chrome nha. Cáp nó cũng đã vào được rồi, thì bây giờ mình sẽ thử sệt kênh 14 để mà xem đọc báo thôi nè, coi thời điểm hiện tại đó thì đọc báo có ổn không. Thì mình thấy cái tốc độ lát cho anh thì cũng gọi là ổn nha, chứ không đến nỗi là chậm.
Được đó các bạn. Rồi ok, thì bây giờ thử sạc YouTube nè. Bởi vì cái Android nó cổ quá đó các bạn, cho nên là YouTube ở trên những cái app đó thì nó không có tải về được để mà xem. Thì mình nghĩ là chắc là xem ở trên web thì ok á. Đây, và một cái video mới nhất của anh Nam. Còn cái tốc độ lát thì nó hơi bị chậm đó các bạn. Ok, thì hiện tại cũng đã vô xem được rồi nha. Thì mình nghĩ là độ phân giải thì các bạn nên để chế độ tự động thôi, chứ mà chỉnh cao quá thì nó sẽ bị lắc đó các bạn. Đó, đây nè. Xem YouTube ở trên web thì hiện tại vẫn còn ok. Chất lượng thì các bạn nên để ở mức là 360 thôi. Mình nghĩ là vậy. Chỉnh lên 720 thì nó bắt đầu bị lắc rồi các bạn thấy không? Thật sự là màn hình của bên Samsung làm đó các bạn mình thấy là cực kỳ là đẹp mắt luôn á. Mặc dù là trong những cái chiếc điện thoại Galaxy đầu tiên mà ra ở thời điểm là hơn 10 năm về trước nè. Thật sự cái màu sắc nhìn rất là ưng luôn. Đó các bạn thấy không? Rồi cái tiếp thì mình sẽ vào bên trong phần camera đó cho các bạn xem nha. Đó, này là phần camera trước của chiếc máy này, chỉ có 2 megapixel thôi. Nói chung là độ phân giải thì nó không có được đẹp cho lắm, nhưng mà đủ để mà các bạn sử dụng để chụp hình chống cháy. Hello. Còn đây là camera sau nè, kèm với lại 8 megapixel. Đó, nói chung thì để chụp được chơi thôi. Nhưng mà cái tốc độ chụp thì nó không có được nhanh cho lắm nha. Mình thấy là cái chất lượng chi tiết thì cũng gọi là ổn đấy các bạn. Để lại cái VStar của mình lại cho cũ đi. Ok, thì cái chiếc điện thoại này đó là nó sử dụng một cái bộ nhớ RAM là chỉ có 1GB thôi, và một cái Android là cực kỳ thấp nữa, cho nên nó là mình không thể tải về được những cái tựa game như là Subway Surfer, Temple Run, cho nên không có test được những cái tựa game nhẹ đó cho các bạn coi. Ngoài ra là hiện tại là xài những tác vụ thông thường thôi đã là giật lag rồi, cho nên đó là không thể chơi được những cái tựa game quốc dân như là Liên Quân Free Fire hay là PUBG gì nha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn tải về những cái phần mềm giả lập game cổ ngày xưa như là Game Boy hoặc là Game Boy rồi những tựa game điện tử bốn nút đó các bạn, thì các bạn vẫn có thể chơi được như mình đang chơi đây. Thì đó, cái ứng dụng giả lập đó nó rất là nhẹ, và những cái gum game đó các bạn có vài chục mê rồi, cho nên chơi nó ok nè. Các bạn thấy không? Cực kỳ là mượt luôn. Đó. Chơi giải trí vậy cũng vui nha các bạn. Và đó là tất cả những trải nghiệm của mình về chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 1 này. Thì ở thời điểm hiện tại đó, mình thấy đó là giá mua cũ đâu đó loanh quanh là tầm khoảng 3 đến 400 ngàn thôi. Còn nếu mà các bạn mà mua mà dạng hàng sưu tầm mà full box line new thì giá nó sẽ khá là chua nha các bạn. Bữa mình thấy là có một bạn đăng trên group hình như là khoảng 2 triệu mấy hay là sao á. Đó thì mình chỉ thấy vậy thôi. Thì các bạn vẫn có thể mua về để mà sử dụng như một cái chiếc điện thoại phụ dùng để nghe gọi nè. Ngoài ra đó lại có thể ôn về tuổi thơ hoặc là sưu tầm, rồi hoặc là đưa cho những cái em nhỏ để mà tập sử dụng điện thoại đó các bạn. Kiểu như là cái chiếc điện thoại này là cấu hình nó thấp á, thì dùng để giữ liên lạc.
hoặc là tập làm quen với những cái tác dụng nhẹ nhàng thôi, bởi vì là cấu hình yếu cho nên đâu có chơi game được đâu đó. Và mình hy vọng các bạn sẽ thích và enjoy cái video này. Nếu các bạn thích video đó thì đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và kể cả những chủ đề khác đến từ góc nhỏ của Logan nha. Bye bye. À quên nữa, nếu các bạn đã xem tới đây rồi đó thì chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ luôn nha.